quen của mình nha bạn. Thì ngày hôm nay mình được về sớm các bạn. Thì đi dọc đường thấy mớ ốc tươi các bạn, thì ghé mua thôi. Đó nè. Đó, ốc này là ốc lát hương nha. Ốc lát hương. Còn đây là ốc đắng. Ốc đắng đúng không? Ốc đắng. Đó. Ốc lát hương này thì mình luộc sơ các bạn, rửa sạch sẽ rồi. Còn cái này mình cũng gọi là cắt đít nó hết trơn rồi nè. Nói chung là ngâm sạch sẽ đó. Ốc này thì mình nướng tiêu xanh nha. Đây. Đó. Tiêu xanh. Còn cái này mình xào sả ớt nha các bạn. Và thêm miếng gừng để cho nó đỡ tanh các bạn. Đó. Thì chuẩn bị đường sau này là có nồi than sẵn rồi. Với lại bếp luôn đầy đủ các bạn. Đó. Xung quanh này cũng đau lắm các bạn. Thì giờ chắc mình gọi là bắt tay vào làm luôn nha bạn. Thì trời cũng khá là chuẩn bị tối rồi các bạn. Quay tối sợ là kiểu như hình ảnh nó không được sắc nét lắm á. Nên giờ mình vô việc luôn nha các bạn. Đó. Đấy bạn, nồi than gọi là chuẩn bị đó các bạn. Đó, giờ mình gọi là bắt đầu vào nướng luôn. Cho vào trước luôn nha các bạn. Tiêu này mua cũng khá rẻ, 80 ngàn một ký tiêu xanh. Ớt thì ớt của nhà rồi. Cái sốt này thì cũng làm bình thường thôi bạn. Thì ít mắm, mua bột ngọt, rồi ít tương ớt, với lại tiêu, rồi dầu ăn. Ốc bữa nay thì nó tươi á, khá là mập luôn. Đó, nè, khá là mập luôn nè bạn. Đó, tiêu xanh của các bạn, bỏ nước sốt của nó vô đang nướng mà. Thì sẵn tiện này mình làm luôn cái này luôn các bạn, cho hai cái chín đều luôn các bạn ơi, ăn lúc nó nóng nó mới ngon. Đó, giờ mình gọi là xào sả ớt nha các bạn, bỏ dầu ăn vô. Trên này thì còn nó không có lá chanh các bạn, nên là xào với người xả đi. Nhưng mà mình cái này thì mình trộn đó. Cho nó vàng chứ mà.
Chín các bạn, cái này là chín nó rút nước lại luôn á. Đây đấy, có ốc này đó nhìn đó, thơm phức luôn các bạn. Đây còn chén nước chấm rồi nè, khí xà xà mắm gừng nha các bạn, gừng với ớt đó. Còn đây là ốc, đây ốc các bạn. Giờ là rồi mình thử thức nhẹ một cái các bạn, thì ông này nóng quá bạn ơi. Đây bây giờ mình ăn thử con này nha. Đây bạn, đấy, ốc này là ốc lát hương nha. Ấy nước nó rút lại nó cứng luôn bạn. Cắm hai đũa cho hai ăn. Ui, nghe các bạn. Ồ, nghe nói ốc này là nó giòn. Nó giòn nó dài như mề gà các bạn. Đây. Wow. Ăn thêm miếng ớt cho nó đã các bạn. Đấy. À các bạn đẹp chưa? Đây, mời các bạn nha. Wow. Rồi mình ăn ốc lát này mà. Ốc lát hương đó. Nó dai, nó giòn. Xịt 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 nè, trả mẹ ơi. Wow. Đây, làm thêm con ốc ốc đắng. Ốc đắng mới ăn có đắng không? Đấy, nói chung nhìn như ốc gạo bạn mà nó mập lù à. Ốc bữa nay mình mua nó mập lắm bạn ơi, tươi nguyên luôn á. Đây. Wow. Ngon lắm. Làm cho con nữa bạn. Đây bạn, đây là ốc lát hương xào xả ớt. Đây này. Còn cái này nước tiêu xanh. Nó sạch tưng luôn. Mình mua cái này 50.000 ký bạn. Ngon. Ngon thêm con ốc ốc này nữa. Ốc đắng. Đây là mình cắt luôn cái đuôi bạn, này nó ngon lắm. Các bạn thấy mấy ốc này ngoài đường thì mua về ăn được bạn, ngoài chợ á. Nói chung là ốc này mới bắt từ quê lên á. Mình thấy nó bò cái mình mua á. Đây. Thật lắm bạn. Ốc tiêu này nó cay bạn, cay thơm, thơm mùi tiêu á. Mình có giả cái tiêu, mình có giả cái tiêu xanh nó ra, nó hơi giòn giòn á. Mình để giả cho nó nát, dập ra mình nướng nó rất là thơm. Còn này sành sỡ thì các bạn mà hay ăn rồi thì mình không có gì nói nữa, là khá ngon, khá là vừa cái vị của mình các bạn. Thì mỗi người có một cách khác nhau bạn ơi. Thì chắc video ở đây chắc mình cũng gọi là thưởng thức vậy thôi các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn cảm thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nha các bạn. Thì mình cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn nha. Hẹn các bạn vào video tại sau nha các bạn. Chào các bạn.